cái nội dung chúng ta bài chúng ta là cái là chúng ta có tính chi đúng không? Có tính chi thì là cái tên bài thì là đưa ra cái tên mười mấy năm khi mà xây dựng cái dự án cát từ những năm 40 năm 90, thành ra là thời điểm đó thì nội dung nó có tính chi là cái vấn đề mình chọn thôi. Còn những vấn đề khác thì chúng ta hoặc là chưa biết đến hoặc chưa quan tâm đến hoặc là chưa phổ biến. Thế bây giờ cái tính chi nó rất phổ biến rồi, nó phát triển như vũ bão trong những ngành khoa học mới nhọn, ví dụ như là tim mạch đúng không ạ? Đối với em cả nước bây giờ ghép được bao nhiêu cái tim rồi? Hả? Bao nhiêu? Đấy, không cập nhật thông tin nào. Nếu mà chỉ tính ghép tim không, cập nhật thông tin hiện đại không? Mới không? Nếu chỉ ghép tim không thì được 13 cái. Còn nếu tính cả ghép đa tạng vào thì là 15 cái, đúng không ạ? Trong 13 cái ghép tim không ấy, thì 11 cái là ở bệnh viện Đức và 2 cái, còn 1 cái là ở bệnh viện Quân y ghép ca đầu tiên, xong rồi bên Đài Loan sang Mỹ rút, xong rồi thôi rồi đó, không ghép cái gì nữa. Và Huế ghép 1 ca cũng từ năm 2011, bây giờ cũng chưa ghép lại ca thứ 2. Thế còn 11 ca còn lại là ở bệnh viện Đức. Nếu mà ghép tính cả ghép đa tạng và được thì tính thêm 1 ca là ghép tim và thận ở bệnh viện Đức, ca đầu tiên ghép đa tạng mình, và thứ hai là cái ca ghép tim phổi ở trong Huế. Rất đáng tiếc cả hai ca đều là chết sau khi ghép. Một ca thì là do cái thận nó suy, ca ghép tim thận, cái tim thì được cái thận nó yếu quá. Và một ca thì tim phổi trong Huế thì là rối loạn đông máu thì chết ngay sau mổ. Thì cái đấy là tổng số là có tất cả những ghép tim không thì thành công. Chúng ta phải cập nhật thông tin cũng giống như là cái đường máu chi này. Nó phát triển như vũ bão từ những năm cách đây hơn chục năm, 15 năm khi chúng ta xây dựng cái chương trình CAST. Cái chúng ta em đang học bây giờ ấy là thuộc là đấy là cái công lao của thế hệ các đi trước, đặc biệt là của các cái dự án Hà Lan. Hà Lan người ta đã tài trợ, chính phủ Hà Lan đã tài trợ cho chính phủ Việt Nam, trong đó có trường đại học Hiền Hồ, các cái kinh phí để mà các thầy thuốc ở trường Hiền Hồ ngồi với nhau dưới sự giúp đỡ của các chuyên gia Hà Lan xây dựng một cái khung chương trình, thế nào là khung chương trình thì nó chuẩn mực. Thứ hai là viết các bài giảng tương xứng với nó, đúng không ạ? Nên là cái sự là làm một cái đó cũng rất vất vả. Từ những năm 95 đến năm 93 đến năm 97, 98, 99 thì quãng thời gian đó là rất vất vả để xây dựng một cái khung chương trình. Bắt đầu xây dựng, sau đó bắt đầu từ quãng năm 99 giờ đi đến năm 2004-2005 thì là xây dựng xong, nó mới bắt đầu bắt tay với tay vào xây dựng và xong chương trình, và từ đó chúng ta học theo cái đó, từ đó được, đúng không? Tuy nhiên là cái gì cũng tính là khẩu của nó. Khi chương trình xây dựng xong rồi, nó chủ chỉ phù hợp với cái thời điểm của người Việt Nam, với cái thời điểm đó, nó không phù hợp với thời điểm hiện tại nữa. Nhưng mà chúng ta tiếp tục phải đổi mới, đúng không? Đổi mới rất quan trọng. Mình biết là gần đây có một cái hội nghị để đổi mới giáo dục nhà trường tổ chức. Bộ chủ chốt vào. Thế thì hôm đó tôi cũng lâu lắm rồi, từ khi mà nhận nhiệm vụ mới của người nước rất là vất vả để phục vụ mấy khi mời nhà trường. Tuy nhiên cũng rất là đau đáu với sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Thế nên là hôm đi vào tôi thì cũng có một số ý kiến nọ kia, nhưng mà tôi cũng đại diện cho một cái trường phái phát biểu ý kiến rất gay gắt, góp ý về cái chuyện là bắt buộc phải đổi mới giáo dục, nếu không đổi mới chúng ta sẽ vô cùng lạc hậu, đúng không ạ? Thế thì cái đó là phổ biến của vĩ mô của nhà trường của các thầy, nhưng tuy nhiên các thầy biết là phải đổi mới thôi, không có chúng ta quá lạc hậu, và cái sự lạc hậu của chúng ta là chết. Thay vì chúng ta đi dạy cho học sinh những cái, cho học sinh những con cá bắt cơm để nó ăn, thì chúng ta dạy cho nó cái cảnh công cơm để nó tự đi câu, đó cái nguyên tắc cơ bản của thầy giáo dục trong thời gian tới. Cái thứ hai là phải cập nhật với cái y học thế giới, cái giáo dục thế giới, thì không thể chúng ta một mình một sân nó đá như này, đúng không ạ? Thì chúng ta chết. Không ai công nhận chúng ta trả qua cái đất nước nào trên thế giới, kể cả là Campuchia công nhận bằng bác sĩ Việt Nam thì chúng ta dạy trả lúc nào. Bây giờ nó không nhận rồi, bây giờ hiện tại nó không công nhận rồi, bắt đầu chứ không phải là chờ nó bao giờ. Mình ra đấy là mình ra đi một đằng, mình đi một nẻo, tất cả trên một con đường đấy. Mình ra đấy là cái mà hai cái mới là phải thay đổi. Chính lý do đó tôi đổi cái bài là hội chứng thiếu máu chi, bao gồm các cái thiếu máu, các nhóm thiếu máu khác nhau, nhưng không cứ là cứ thiếu máu cấp tính ở điểm nhất. Điểm thứ hai là cái
các cái vấn đề cái tôi nội dung đưa ra ngoài này thì là vấn đề xương sống của cái khối xoay đường hiện tại. Vấn đề như 5-7 năm nữa có thể nó sẽ đến đó, anh phải học thêm nhiều thứ nữa. Cái điều hiện tại xương sống ở hiện tại thì với cái vị trí công tác như thế này thì toàn bộ cái khung chương trình đào tạo của cả đại học và sau đại học bây giờ tất cả hệ thống nhất mối mà tôi xây dựng lại bắt đầu từ năm 90 và tất cả cái hệ thống đào tạo của trường đại học bây giờ là theo cái xây dựng như này, nên là hiện tại bây giờ là nó đang đi theo một con đường chiến lược chúng ta có thể thay đổi cái gì nhiều. Cái đấy là cái hội đồng Oxy nó gồm rất cái nhóm chuyên môn khác nhau, chúng ta phải chúng ta nhìn đại cương của nó, chúng ta không đi sâu vào chuyên khoa. Tại sao chúng ta phải học cái này? Chúng ta phải biết rằng là cái khi kể từ giảng E324 và anh chị đã nói rồi, thế giới cả cái bảng này đó mà là cái bệnh lý mạch máu nói chung đó. Chúng ta học các cấp cứu chấn thương với thương mạch máu và chúng ta đã học từ E324 ấy, E2 ấy, thì là nó bằng cái tổng diện tích của nó học bằng cái chữ C này. Trong cái bảng này là bảng bệnh mạch máu thì cái chúng ta học sinh viên ấy học chữ C này đúng không? Thế thì đấy là bệnh lý mạch máu. Còn hôm nay chúng ta tôi mở cho các chị một chút nữa ra outside tí, bên ngoài chữ C một tí. Đó, giờ thấy là chúng ta nó xa như nào, chúng ta đừng nghĩ rằng là học cũng nhiên là tại sao chúng ta học ít thế. Vì đây chuyên khoa quá sâu, nó quá sâu đòi hỏi chúng ta phải có một thời lượng ít nhất 4-6 năm tập trung chỉ riêng những cái chuyên ngành này thôi, chúng ta học thì chúng ta mới biết được. Bây giờ trong thâm và làm nhưng từ ngày năm chúng ta học đủ thứ trên đời này thì không thể học các thứ được mà chỉ học những gì, thế thì bỏ các cái điều gì học thì nó mệt thì vẫn phải học. Thì đây là có chữ C thôi, nhưng mà cái chữ C này nó nằm ở trung tâm hay nói khác ở chữ G là thế, nó là cái trung tâm là hạt nhân của cả cái bộ bản này, không có nó thì rất là gai, nó hạt nhân nó nền tảng. Cái thứ hai là cái chất cấp cứu, không có nó không phục vụ cộng đồng người dân được, cấp cứu được. Thì chính vì vậy cho nên chúng ta học những cái nhỏ nhất nhưng mà cái cấp cứu cái cần thiết nhất cho người bệnh. Bây giờ chúng ta học thêm một chút ra bên ngoài mà. Đấy là những cái chúng ta phải giới thiệu cho biết. Chúng ta phần đại cương nó hơi tối, hồi chiều nó sáng nó mới chữ nó nổi. Phần đại cương chúng ta nhớ cái này, cuối buổi sẽ nhắc lại tất cả nội dung bài học của chúng ta nó thôi. Chúng ta đấy thì chúng ta quay lại cái bài giảng lại vấn đề hiện tại. Chúng tôi cung cấp cho các anh chị những cái kiến thức không nhắc, thứ nhất là không lập, không nhắc lại kiến thức cái gì đã giảng năm trước tôi không giảng lại ngày hôm nay nữa. Cái thứ hai là cái bài giảng này thì vấn đề những cái gì có thể đọc trong sách được thì chúng tôi chỉ định hướng là tự đọc trong sách, không nhắc lại cái bài giảng trước nữa. Đó. Cái thứ ba là những cái gì tôi đoán là trong đó có những lĩnh vực khó hiểu và cần phải mở rộng thêm cho các em, tôi mở rộng thêm cho các bài giảng để các bạn lý lên hỏi kỹ. Đó. Những cái gì trong sách có được thì chúng tôi không nói được. Đó. Sách là ở đâu? Có nhiều thứ mỗi buổi tôi sẽ slide cuối cùng được xem, nhưng mà nằm ở đây. Vào trong web này chúng ta sẽ có toàn bộ các tài liệu tập. Không có cái này không giảm được nhá, không giảm phải giảm, tức là ABC 1 2 3 4 5 không có, cái đấy là phải đọc thôi, giới thiệu thì đã chính. Thế ta thấy là về mặt đại cương thì chúng ta có mấy cái nhóm máu, hội chứng thiếu máu chi nó liên quan đến nhiều bệnh lý làm cho cản trở các cái máu đến nuôi chi, đúng không ạ? Do nhiều bệnh lý khác nhau diễn biến sinh lý bệnh và giải bệnh nó khác nhau như vậy, cho nên là nó có những cái thiếu máu cấp tính, đó tức là ngay lập tức đến cái ngày máu ngay mà không xử trí ngay thì bệnh nhân mất chân hoặc là những động hoại tử bệnh nhân chết. Đó. Có những cái thiếu máu mãn tính tức là bệnh nhân diễn biến từ vài tháng vài năm thậm chí nhiều năm đến chúng ta mới phát hiện ra mà rồi chúng ta cũng không làm sao cả, vẫn sống lên như vậy. Thế còn những thiếu máu bán cấp tính chi là cái nhóm bệnh mà chúng ta tìm trong sách vở rất ít tài liệu nước ngoài nói như thế này. Cái này là một cái món đặc sản của ông quốc ông nghĩ ra và ông bắt học sinh phải học. Nhưng cũng nhờ cái học sinh phải học đó mà trong vòng 10 năm vừa rồi cứu được rất nhiều cái chi bệnh nhân. Từ cái số tỷ lệ cắt cụt 100% cho đến bây giờ cắt cụt chỉ khoảng 15% cho bệnh nhân cái nhóm thiếu máu bán cấp tính chi này. Nếu chúng ta đưa quan điểm ra, mà sách vở nước ngoài người ta không biết cái điều đó. Trong nội dung bài giảng này có nhiều cái khái niệm rồi, lần đầu tiên đưa cho các em nghe thấy thì thế giới chưa nào biết về đấy nhé, nên là những cái lĩnh vực đấy chúng ta nghe nó biết hiểu được bài học không.
cái chúng ta hiểu hội chứng máu cấp tính chi, nó là cái gì? Nó là cái bản chất, nó là một sự cắt đứt đột ngột lưu thông dòng máu ở trên một cái động mạch nó đang bình thường, đang yên, đang ổn này, cắt đứt phục là lưu thông dòng máu. Chúng ta có gặp ba cái nhóm bệnh rất hay gặp là gì ạ? Là vết thương mạch máu, động mạch chi, đúng không ạ? Chấn thương động mạch chi và gì ạ? Tắc động mạch chi cấp tính. Tắc do cái dị vật nó tắc động mạch chi là, đúng không ạ? Đấy là ba cái nhóm điển hình chúng ta đã được học từ E3, E4 rồi, đúng không? Thế quay lại vấn đề tắc động mạch chi, chúng ta cần phải phân biệt những cái trường hợp thiếu máu chi cấp tính như này là nó là phần máu huyết, là embolism. Tiếng Việt Nam gọi là thuyên tắc. Thrombosis gọi là tắc mạch, huyết khối tắc mạch hay tắc mạch ở huyết khối. Còn embolism này là thuyên tắc. Thuyên tắc thì hầu hết là do huyết khối, nhưng ngoài ra còn một số cái dị vật khác, ví dụ như mỡ, ví dụ như là các cái mảng sùi của Osle, các cái cục sùi dị vật khác, để có thể đây là những cái dụng cụ ra đường mạch máu bây giờ đấy, các cái trọng mạch ở huyết khối đường vào, thì embolism tức là thuyên tắc. Và thrombosis thuyên tắc là như thế nào? Chúng ta phải có khái niệm. Embolism thuyên tắc là cái dị vật nó gây tắc mạch đó không phải hình thành tại chỗ đó, mà nó di chuyển từ chỗ khác, nó trôi đến, nó làm tắc cái mạch đó. Vị trí gây tắc của nó hầu hết là các cái trạng bang mạch máu, nơi mà các khẩu kính mạch bị chia nhỏ ra. Mỗi lần chia nhỏ ra thì cái dị vật nó đi qua được chỗ trên, nó không đi qua được chỗ dưới nữa, mà nó mắc ở đúng cái trạng bang. Thì đấy là các cái vị trí hay bị khởi phát của các cái tắc đấy. Đó. Và hầu hết là huyết khối đối ở người Việt Nam. Tuy nhiên là có những nguyên nhân khác nữa. Đúng, tôi vừa nói là một loại. Còn cái thrombosis thì là nó khác. Thrombosis tức là cái huyết khối. Cái này chỉ nói huyết khối thôi. Huyết khối nó hình thành tại chỗ, tại cái chỗ mạch máu đó, do các nguyên nhân sang chấn hoặc là viêm nhiễm gì đó mà nó hình thành lên tại cái chỗ đó, chứ không phải di chuyển tới khác. Thôi nó gọi là thrombosis. Cái này rất quan trọng phân biệt. Thì cái thrombosis thì nó lại hay xảy ra ở những trường hợp thiếu máu gì ạ? Bán cấp tính chi. Chứ còn thiếu máu cấp tính chi thì lại không có thrombosis, mà thiếu máu cấp chi hầu hết là embolism, trong trường hợp tắc mạch. Và chấn thương vết thương tôi không nói, chấn thương vết thương đương nhiên là thiếu máu cấp tính chi rồi, nhưng trong trường hợp tắc mạch cũng được có khái niệm như vậy. Một cái nét đặc điểm nữa của thiếu máu cấp tính chi đó là diễn biến rất cấp tính, đúng không ạ? Chúng ta học rồi biết rồi, tính hàng giờ cũng giống như chấn thương vết thương động mạch. Lấy cái mốc 6 giờ là mốc tương đối gọi là đặt ra khái niệm ra, đúng không? 6 giờ. Đó. Thế thì rất cấp tính, mà nếu chúng ta không xử trí ngay cho bệnh nhân thì nhẹ thì bị hỏng chức năng chi, nặng nữa thì cụt chi, mà nặng nữa thì là nhiễm độc của bệnh nhân chết, đúng không ạ? Cho nên là rất cấp tính và tính một giờ, đúng không? Thế thì có thấy rằng là cái vấn đề chẩn trí, chẩn đoán và cái điều trị phẫu thuật, điều trị bệnh không hề khó, rất dễ. Rất dễ nếu chúng ta nghĩ đến nó và biết chẩn đoán nó thì không khó. Chính vì vậy cho nên cái nhóm này này, cách đây khoảng 15 năm ấy, thì cắt cụt rất nhiều. Nhưng gần đây thì ít đi trông thấy rồi. Những cái này là nhờ chúng ta chẩn đoán được, xử trí chẩn đoán được, gửi đến các tuyến xử trí ngay. Cho nên là cái tỷ lệ cắt cụt rất rất rõ rệt. Cái nhóm này, chẩn đoán và điều trị dễ dàng. Chẩn đoán nó dễ, lâm sàng đủ chẩn đoán. Và gì và gửi đi mổ người ta mở mạch lấy huyết khối ra thì thông thoáng lại cái mạch điều trị mới có. Vấn đề quan trọng nhất của nó làm sao phải làm thật nhanh. Đấy, vì nó rất cấp tính hàng giờ này thì phải làm thật nhanh, chẩn đoán nhanh, xử trí thật nhanh, không có thì mất chi bệnh nhân thì rất hết sức nhanh. Còn nếu không nhanh thì làm gì thì nó sẽ nói, nếu không nhanh thì có những biện pháp không nhanh được, không phải không nhanh mà không nhanh được. Ví dụ bệnh nhân ở tận Sơn La, làm sao mà có chuyển được người về Đức trong vòng 6 tiếng được, đúng không ạ? Như là Lai Châu, làm sao mà đưa về Đức trong 6 tiếng được để mổ được. Cho nên là gì? Cho nên phải có cái mẹ để kéo dài thời gian từ 6 tiếng nó tiến thành 60 tiếng, đúng không ạ? Cái mẹo gì thì sẽ nói nhé, trong cái sơ cứu. Thế thì có cái mẹo để kéo dài, còn không nếu có 6 tiếng thôi thì chỉ những cái tỉnh quanh quanh Hà Nội đưa về kịp tế, còn nơi xa là không kịp. Hoặc là anh phải phát triển tại địa phương, anh cái chuyên ngành có được mạch máu đơn giản, một vài làm được vài cái động tác đơn giản. Tuy nhiên là nói vậy thì nói, chứ còn trong người ta mổ dễ lắm, nhưng mà bên trong nó nội hàm nó chứa được rất nhiều vấn đề kinh nghiệm, vấn đề hiểu biết về sinh mệnh học. Cho nên nói thực là anh em ở địa phương cứ thử một vài nơi, thử mổ từ một số cái nơi chuyên khoa này, chúng tôi học lâu năm rồi về cũng nói, nên những nơi mới phát triển thì hầu hết cũng mổ ngay thất bại rồi,
hiện tại bây giờ. Tại vì làm sao thì giờ vẫn chưa có tinh, chưa tinh nhuệ trong vấn đề, chưa kinh nghiệm trong xử lý. Thành ra là một là chuyển về, hai là chúng ta xử lý tại chỗ, nhưng phải đảm bảo nó rất cấp tính, rất cấp tính như này phải nhanh, mà nhanh thì không phải dễ nhá, đúng không? Đấy, thế thì thương tổn vừa nói rồi, ba cái nhóm bệnh liên quan đến này là chấn thương động mạch, vết thương động mạch và tắc động mạch chi cấp tính, đúng không ạ? Nói rồi. Chúng ta sang cái nhóm bệnh tiếp theo là hội chứng thiếu máu chi mãn tính. Mãn tính đúng không? Thầy xưa cãi nhau với ông thầy đồ có kỳ tiết kiệm. Mãn thì viết quách là mãn cho nó xong. Mãn tính đúng không? Những kiểu như là cố tại hiện đấy. Dân nói quen tại hiện nhưng mà tại hiện thì sao đâu không cố tại hiện. Là có thể gọi tại hiện cũng được. Mãn tính cũng được. Bắt bẻ nhau cố vũ khi nào đấy xưa biết mà. Mãn là cái tương ngã này là chết. Thì có thể nói chuyện. Nhiều khi những thầy đồ có kỳ lắm chuyện. Chắc tốt. Thế nên là cái này là cái gì? Bản chất của nó không phải là cái này là tắc đột ngột, còn cái này là gì? Cái lòng mạch nó sẽ hẹp dần, và cuối cùng là tắc lại. Cái diễn biến của nó kéo dài hàng tháng và hàng năm. Khi mà nó diễn ra hàng tháng năm như vậy thì cơ thể nó tự thích nghi. Thích nghi vào cái gì? Nó sẽ phát triển hệ thống tuần hoàn phụ ra. Chúng ta đã đọc I3, I3 rồi, đúng không ạ? Chính hệ thống tuần hoàn phụ đó nó phát triển ra và nó nuôi cái chi phí dưới trục mạch chính thì đắt, nhưng tuần hoàn phụ quanh nó phát triển, nó đi rồi hệ thống vòng nối đi xuống và nuôi cái chi đó, nuôi cái chi, thành ra là cái diễn biến rất chậm, hàng tháng rồi hàng năm rồi. Cái nhóm bệnh này thì vì bệnh nó rất nhiều nguyên nhân, bệnh lý khác nhau nó gây ra bệnh, cái hẹp mạch xảy ra rất nhiều nơi, cái này chỉ bị đúng một nơi, đúng cái chỗ ấy thôi, còn thằng này nó bị xảy ra rất nhiều nơi, cho nên là cái chẩn đoán và cái điều trị của nó phức tạp, không dễ dàng, đòi rất sức chuyên khoa. Rất nhiều anh hỏi tôi là, nhiều anh lãnh đạo ở địa phương hỏi tôi là làm sao thầy đào tạo cho chúng em một đứa nó về làm những cái bệnh này. Thế rồi chúng tôi đào tạo bao lâu thầy? Ít nhất là 2 năm thì biết được khái niệm 1 + 1 = 2, còn biết làm tương đối gọi là thì từ 4 năm. Sau đó vừa làm vừa học hỏi thêm. Thì công cũng chịu có bỏ không thì 6 tháng, tí 6 tháng nữa đấy là sau khi học 6 tháng về xong thì tự học sinh đã bảo mà chúng em thực ra cũng chỉ đủ để một cố cứu và chạy được cái gì cả. Về địa phương thực ra chẳng làm được cái gì ngoài cái chuyện thỉnh thoảng là vì trước đây là bỏ sót chẩn đoán, bây giờ chẩn đoán được hình như thầy ơi nó là cái bệnh này, thế còn làm thế nào chịu chết vui chẳng làm không dễ đâu. Cái bệnh này rất là khó, mỗi bệnh nhân xử lý một kiểu, đòi hỏi cái kinh nghiệm và chẩn đoán xử trí nó cũng không hề dễ. Thế nên đây là lĩnh vực chuyên môn rất sâu, đòi hỏi cái đào tạo rất sức bài bản. Cái nhóm thứ ba là thiếu máu bám các kim chi. Cái này là tôi sáng tác ra thôi, đúng không? Thì rất là chuẩn để mà thực tiễn. Tại sao sáng tác ra cái này? Vì thực tiễn lâm sàng đấy là có một nhóm bệnh, nó là thiếu máu mãn tính chi, nhưng mà nhớ thiếu máu mãn tính chi này hàng tháng đến như chả sao, thôi đúng ngón chân, thôi đúng ngón út, đúng ngón cái, nhưng ông này thúi được đùi luôn, mà ông có mấy ngày thúi đùi được, tại sao? Thì cách đây khoảng 15 năm khi tôi bắt đầu vẫn trực quận một, tôi phát hiện ra tại sao những nhóm này ở Bạch Mai là các nơi chuyển về Việt Đức toàn chuyển về các khu. Tôi mới hỏi lại, tôi mới tìm hiểu thử, làm thử nghiên cứu thì thấy rằng là hầu hết các bệnh nhân này đến với bệnh viện với cái thiếu máu cấp tính chi, nhưng mà đều chẩn đoán nhầm là nghi là cái bệnh gì đó, trong cái bệnh đó thì nghi là cái bệnh, coi thời điểm đó thì cái bệnh này cũng chưa được hiểu rõ lắm, cũng lơ mơ lắm. Thế là sau 4 đến 5 ngày, 6 ngày 7 ngày, nó phát hiện ra là cái bệnh gì đó mạch máu, thôi chuyển được thầy nước, chuyển lên ngoài Việt Đức. Thế trên đến nơi thì là gì, chân tôi đen mà được các cụ thì lại bắt buộc thời điểm đó gần như trăm, chỉ có cứu được 1-2 trường hợp do người quen thôi, nó như nó đến thẳng với tôi này đó thì còn được, chứ còn hầu như là cụt 100%. Bây giờ thì đỡ lắm rồi, bây giờ là bác sĩ trực tuyến Đức ở đây giải quyết nhanh lắm, thay đổi rất nhiều quan điểm. Thế thì thế nào là thiếu máu cấp tính chi? Đó. Một cái thiếu máu cấp tính chi nó xảy ra ở trên nền một nhân đang tiến triển dở, thiếu máu mãn tính chưa tắc, cái mạch nhân chưa tắc vẫn còn thông, nhưng nó đang sơ vữa, nó đang hẹp dần. Đó. Khi nó đang hẹp dần như vậy thì tuần hoàn phụ nó phát triển chưa đủ để nuôi cái chi dưới khi cái mạch chính nó tắc. Chính như vậy khi xảy ra cái hiện tượng tắc cái mạch chính thì vẫn gây thiếu máu chi như thường với cái triệu chứng lâm sàng giống như thiếu máu cấp tính chi, nó khác đúng một điểm, nó đi chậm hơn. Cái kia 6 tiếng này cho bao nhiêu ạ? 5 đến 6 ngày. Trong vòng 5 ngày đó cố cứu thì được, ngoài 5 ngày ra hầu hết là cả phụ không cứu được. Chậm hơn.
khác biệt là nhiều cái cơ bản như vậy. Thế những cái trường hợp đấy nó là cái gì? Như hôm nay nó là cái này này, không bổ sung, nó không gọi embolism mà không bổ sung. Do nó thì những cái mạch sơ vỡ ấy, nó viêm nhiễm rồi nó bị rét, nó bị lóc ra và nó hình thành cái khối tại chỗ, nó gây tắc cái mạch, tắc cái chỗ bị hẹp tắc đó, hẹp đó, nó gây tắc mạch, nó gây thiếu oxy. Đấy là cái mà nan giải. Đương nhiên nó vì nó xảy ra trên nền người bị có nguy cơ bị thiếu máu mãn tính chi, đó mà. Cái nhóm này là nhóm xảy ra ở tất cả các lứa tuổi đúng không? Nhóm này là chỉ đến người già thôi, nam giới bệnh lý mãn tính thôi, sơ vữa cao huyết áp, sơ vữa máu. Cái nhóm này cũng thế, xảy ra ở nhóm bệnh người đang có cơ địa của thiếu máu mãn tính chi, cho nên việc chẩn đoán điều trị rất phức tạp, đó không ạ? Trước đây thì hiểu biết ít, rất cũng nhiều, rất nhiều, bây giờ thì đỡ hơn rất nhiều, vẫn còn nhiều nữa rất nhiều. Trong các cái nhóm ba nhóm này thì các cột chi của thằng này vẫn là nhiều nhất, nhưng mà thay vì 100% thì giờ đấy còn khoảng 15 trên quanh quanh 15% thôi là tốt lắm rồi, đúng không? Các cột chi của thằng này giờ nó hạ xuống tầm khoảng dưới 5%, của ông này thì là hầu hết là chỉ khoảng 3-4%, ít lắm, hầu như chẳng có. Đến mình ngón nó thâm nó thối con chân rồi, thực ra nó là cắt cụt nhưng mà là tháo ngón được, đúng không? Tháo ngón nó nửa con chân nếu còn mổ được, chứ còn cắt cụt là cắt cụt chủ động. Chúng ta thấy chân này mặt nó hỏng hết, cô chả giúp gì, cắt quách nhiều đi thì cắt, chứ không phải chúng ta bị thiếu máu chi đến mức phải cắt, đúng không ạ? Nếu mà cái thiếu máu có thôi đúng ngón chân đến chúng ta, nhưng mà bình thường thì mổ được, bóc cầu được cho ông giữ được cái chân trong một thời gian nữa. Thì có một vài trường hợp mặt nó hỏng quá không thể mổ được thì thôi cắt cho cái chân lên gối cho nó về nó lành, thì nó chả là một mặt chúng mỗi cắt là vì là gì, chủ động mình cắt có thể lên lịch cho bệnh nhân về nghỉ thì tháng sau mới cắt cũng được, chứ không phải bộ, đúng không ạ? Thì là cái chân cái phần dưới nó thiếu máu, nó bị lở lẽ ra thì cắt không được. Điều mặn chính nó khác hoàn toàn. Đây là cái hình minh họa chúng ta hiểu về các cái thiếu máu cấp tính chi, đúng không? Đấy. Cái chấn thương động mạch, dập nát và tắc mạch, đặc điểm quan trọng nhất của hình ảnh của thương tổn giải phẫu lý giải tất cả các triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân chấn thương mạch ngoại vi, đó là dập và tắc mạch kết nối với khối hình thành tại chỗ không có gì có được rồi. Đặc điểm giải phẫu bệnh quan trọng nhất của vết thương mạch máu, vết thương động mạch chi là hoặc cái nhóm này rất xa hoặc đó gì ngừng cấp máu cho phía dưới và gì máu chảy tung tóe ra tại chỗ vết thương, chảy rất nhiều máu mạch nứt rồi, hoặc vẫn cấp máu cho phía dưới và chảy máu ở tại chỗ này. Đấy là cái nhóm này nó bị tắc. Còn cái thông lượng tĩnh mạch này thì bây giờ càng ít, tĩnh mạch này chủ yếu bây giờ, ngày xưa là cái mạch máu đặc bom mạch đặc nhiều, người ta nghe gặp cái nhóm này, bây giờ hầu hết được xử trí ngay từ đầu nên nhóm này ít gặp lắm. Yếu cái nhóm này tức là vừa chân vẫn sống, mạch vẫn bắt được, yếu hơn một chút thôi, nhưng mà chảy máu tại chỗ rất nhiều. Còn thằng này chảy máu tại chỗ nhiều và chẳng có mạch, cái máu chi cấp tính này. Thì chủ yếu là chúng ta gặp là hai cái nhóm này, còn cái này ít gặp. Mà cái này được làm như thế. Đây là đặc điểm của cái thằng tắc mạch chi cấp tính, đúng không? Đây là mạch chi cấp tính. Cái trường này nó tắc bao giờ nó tắc ngã ba, một cái cục di chuyển trên nền xuống nó tắc cục đây là cái là máu không nuôi lên. Tuần hoàn phụ trong một vài giờ đầu thì còn nuôi ở thế này, về sau đó thì từ bên này đi sang và từ đây đi xuống nuôi, sau đó thì lấy tắc và thiếu máu. Chúng ta sẽ học tiếp phần tiếp theo nó. Đó. Còn trường hợp này là một cái thiếu máu mãn tính chi, đúng không ạ? Do cái hẹp mạch nó sơ vữa này, sơ vữa cái hẹp mạch đấy, mạch bình thường này, mạch sơ vữa rồi nó hẹp nó tắc lại, nó tắc hoàn toàn lại. Thế thì cái chi ở dưới nó sống được nhờ hệ thống tuần hoàn phụ nó rất phát triển từ cái này đi xuống nuôi cái chi. Và trường hợp này là một cái thiếu máu mãn cấp tính chi, tức là cái mạch nó bị hẹp, nó sơ vữa nhưng nó chưa tắc, do nguyên nhân viêm nhiễm mà đến nó hình thành cái khối nó tắc tại chỗ. Chính vì vậy thì tuần hoàn phụ nó vỡ rồi nhưng nó chưa đủ phát triển để nuôi cái chi bên dưới, cho nên chỉ sau vài ngày thôi nó cũng hoại tử chi giống như thiếu máu cấp tính chi. Xin như vậy để các bạn biết hết sức rõ khác biệt nhau giữa các bạn. Một cái điểm nữa tôi muốn nhấn mạnh, như tôi nói rồi đầu rồi, tôi không giảm theo đại cương phẫu sinh lý rồi lâm sàng chẩn đoán rồi cận lâm sàng đọc sách, cái đấy là tự học, không có gì để nói, chỉ nói những cái điều gì trong sách chúng ta đọc khó hiểu hoặc là nó không rõ ràng đó. Nói để chúng ta hiểu cái bài, chúng ta học cách chủ động hơn. Đây là biết hơn thì chúng ta nhìn một vấn đề chúng ta sẽ hiểu và nhìn được gốc, mình phấu nó như chúng ta đeo cái nút vào ta nhìn vào. Chứ nếu chúng ta không cho các em cung cấp những thông tin này thì đọc nó rất tiến diện, thuộc lòng nó khó rồi.
Về đời cho ta làm con mày một tí, thì sau khi khỏi công ty lại quên, đúng không? Trời ước gì ngày xưa đi học đó, ước gì mình có được cái trí thông minh như con vẹt nhỉ? Làm sao là nuôi vào đầu chứ là mãi không hụt được, cực quá rồi. Sau này hiện đại thôi thì có máy tính đúng không? Ước gì mình có copy paste được cái đống này vào đầu, quá nhiều mệt quá, học bao nhiêu chẳng có copy paste dán vào. Ngày xưa là ước gì mình có được con vẹt, ước gì nói như con vẹt qua mổ nó yêu ai nó hoặc con sao vậy? Ra khỏi công ty là quên. Thế thì chúng ta học những kiểu này chúng ta sẽ hiểu tố cáo vấn đề, chúng ta phải cụ học. Thế thì anh nào mà lười thì vẫn là công việc bình thường, còn anh nào nó phân biệt rõ ràng, anh nào mà chăm chỉ học thì thi có khả năng đạt được 9 điểm vượt, anh nào lười thì không được, đúng không? Nó không có cái đoạn 4-6. Các bạn biết là tôi đã đi chấm thử thi rồi, là cái hội đồng khảo thí của nhà trường nhiều năm trước thay đổi bộ môn phải thi. Thế thì hồi đó bộ môn ngoại cũng đang xây dựng, còn mấy bộ môn khác xây dựng xong rồi thì có hỏi thi mà thi ấy thì máy tính trắc nghiệm ấy thì ngoài là bộ môn nọ kia thì chúng tôi có hết rồi, các cậu sẽ chẩn ok được rồi, mấy cô làm được rồi. Thế thì cái hôm là có nghị khảo thí đó thì nhà trường mới mời hai cô giáo ở bên trường đại học quốc gia đến chuyên cái bộ môn khảo thí, người ta chuyên nghiên cứu về cái đấy, đến người ta giúp người ta phát biểu ý kiến như là định hướng tương lai, cách người ta xây dựng môn này. Thế thì mấy bộ môn kia đứng dậy nói hăng lắm mà nước hết rồi. Ở vâng thì rất tương đương, tôi đi Hà Nội là có vài bộ môn này có rồi các thứ. Nhưng cô mới phân là về độ khó sao, thì tất cả học viên trong lớp là các em nói chung là phần lớn trẻ ít, thầy cô lớn tuổi
đưa câu hỏi lên thì tôi bẻ hết, tôi bẻ ngược lên bẻ xuôi, chuyên ngành nào bị bẻ hết, còn chẳng hỏi những cô tôi trả lời được, con tôi trả lời được, chẳng phải hỏi. Mà hỏi cái này làm sao tôi hiểu được, mà tôi chẳng hiểu cô hỏi cái gì tôi trả lời, những cách sửa câu hỏi rất là khó đấy, đưa câu hỏi ra làm sao cho người đọc người ta hiểu được, người ta tiếp được thông tin đó là đủ độ khó để người ta lừa người ta, nhưng không khó mức để lừa chắc chắn chết, nhưng không dễ đến mức để đoán được. Khó biết đấy chứ, phải để cái gì để nói đâu nha, em thấy là cái đấy ra câu hỏi thì dễ. Quay trở lại bài của chúng ta thì thấy rằng là chúng ta quay về một cái điểm nhắc nữa là chúng tôi quay lại cái vấn đề của chúng ta thôi. Như vậy thì chúng ta sẽ tách làm hai nhóm, anh nào hiểu bài thì sẽ đạt có khả năng vượt được lên trên cái điểm này, anh nào không hiểu bài thì xuống sâu thế thôi, chỉ phải làm sao như thế. Chứ bây giờ cũng có rất là ngay, tôi rất quan điểm như này, khi mà thực sự trước đây khi mà đi nước ngoài học tôi đã bắt đầu mừng tượng ra những cái điều này, nhưng mà cái sự thay đổi đó nó chưa mang cái chất cương quyết, mang cái chất là sống còn, nhưng mà nó chỉ là nên thay đổi. Đó, nhưng quả thực là được nói rất là chân tình em, từ khi tôi có đứa con, nó được đi được đi học bỏ mà cha nó đi sang học tuyển sinh, nó đổ sang nó xem nó học được học cái đó, đó là thì mới thấy là à tôi chết rồi, mình dạy quá là khó, người ta dạy khác xa rồi, đúng không? Sau đó tiếp theo tôi đi tham gia cái dự án Hà Lan, ở trường sang bên Hà Lan thực hành mất 2 tuần, thấy là quá thực rồi, quá giỏi, đúng không? Một cái bài giảng kiểu sách dày như thế này, một cái bài giảng mình gần 100 trang mà cô giáo lên lớp đúng 2 buổi, tính tổng là chưa đến 30 slide, nói với lớp phần học sinh về học bo ra để thi, bo ra để thi, chỉ nói những mấy cái định hướng giải đáp thắc mắc, một thứ hai là tổ chức quan trọng nhất học nhóm cho học sinh xây dựng vấn đề tự ra tranh luận, cô giáo ngồi nhìn phẩm à thế này à thế cả thế này à thế kia, nó tức và cái quan điểm đưa ra không bao giờ một chiều cả, thằng dương được thằng âm, xong thằng âm biết nó biện luận được, nó âm là đúng, nó vẫn được điểm giỏi lại cho quan điểm dương. Nhất là những cái môn học nó không phải là môn khoa học, môn tính toán, môn khoa học xã hội chẳng hạn, hay là nó phải có quan điểm, không phải dứt khoát anh cứ thế này là đúng, cái kia là sai, không có. Anh có thể phản bác được là, nhưng ý luận của anh có là anh có được điểm ra, cách vận động cái tư duy nó sẽ rất là ghê. Và thì học bò ra, không hề dễ, học bằng mắt ra thi được, không hề dễ mà học được. Nhưng mà cái tính chủ động nó cao lắm, thật vì hôm nay nó đang về chơi, con lớn nó đang học, nó làm được, nó về thăm bố, nó hai hôm nay này. Nó có thể ngồi làm được mọi thứ như tức là 26-27 tuổi tự lập được mọi thứ rất là tuyệt vời, đào tạo những bài bản nên là nó hết sức chủ động trong cái công việc. Bài vở tự học hết, tự vào thư viện tự tìm ra định hướng của cô giáo tư tưởng. Các bạn phải biết rằng là ví dụ tôi để cho em một cái ví dụ thôi, nghiên cứu meta analysis, nghiên cứu meta, các bạn nào biết trong này là nghiên cứu là một nghiên cứu khó nhất, thì là phần lớn là giáo sư nhà trường bây giờ lứa tuổi như bọn tôi, mặc dù tôi được học về nó rồi nhưng mà tôi vẫn chưa ứng dụng được, tôi phải nhờ học sinh nó làm. Học sinh nó là mấy thằng ông là anh em ở bên bộ môn dịch tễ để tôi nó làm, chứ còn bản thân tôi hiểu về nó nhưng mà tôi chưa tự làm nó được. À, đi học rồi đã bỏ thời gian đi học rồi, nhưng mà tôi cảm nó về để làm nghiên cứu beta. Nghiên cứu beta là nghiên cứu hiện đại nhất bây giờ, nhiều cái phương pháp nghiên cứu khoa học lắm, nghiên cứu hiện đại, tức là người ta dựa trên cái thuật toán đặc biệt, người ta dựa trên người ta tính toán, ví dụ như có người ta nghiên cứu về thuốc aspirin có tác dụng máu não nên dùng cho bệnh nhân loại thuốc loại gì chẳng hạn thế. Cái gì người ta mới vào, người ta sục sạo ở trên toàn thế giới. Hiện tại có được khoảng 150 nghiên cứu viết gì đấy. Người ta đưa vào nghiên cứu meta, người ta đưa tìm, người ta đặt những cái kết luận, người ta tìm trong cái bài viết đó kết luận phù hợp đó, đưa vào tính toán cùng là gì, nó ra cái trục ở giữa này. Nếu mà nghiêng sang bên này, tức là gì? Tức là đa số ủng hộ chủ trương này. Nghiêng sang bên này, đa số ủng hộ chủ trương này. Nó gọi nghiên cứu meta gì? Cái đó là rất là thích hành ở tất cả các cái nghiên cứu bây giờ khoa học bây giờ. Tất nhiên nó chỉ là một phương pháp nghiên cứu thôi, nhưng mà thế giới bây giờ người ta đã đạt đến cái đỉnh, tức là người ta khai thác hết các vấn đề yếu tố rồi. Và khai thác hết thì ví dụ như một cái bệnh này chữa được một cái này, đã khai thác hết rồi. Xong rồi từ cái bệnh này cắt ra là khoảng 100 cái màu khác nhau, nghiên cứu về 100 cái màu đó, người ta nghiên cứu hết rồi. Không có cái gì để nghiên cứu. Bây giờ người ta có quay sang là đấy là thể hiện cái trình độ khoa học nó cao, đời sống con người lên rất cao. Người ta bảo aspirin đúng là tốt cho não thật, tốt cho trường hợp này thật, nhưng trong trường hợp 4 tình huống bệnh như này thì aspirin có tác dụng như thế nào, và đang biết như mình nói một chút rồi, tổng kết nó khác nhau. Ví dụ dùng cái nhóm này thì 100 người thì có 7 người tan biến, dùng những cái nhóm này 100 người có 6 người tan biến thôi, vậy thì dùng những nhóm 6 người không đủ. Ví dụ thế, ít nhất bớt được một ít người tan biến thì thôi nhé. Đấy gì,
nghiên cứu với ta là nghiên cứu rất là sâu. Thế thì khi cô con gái thôi nói chuyện vui với gia đình, các em biết được không? Khi tốt nghiệp khóa luật đại học thì bắt buộc nó học với cái học vệ sinh, nhưng mà cái trường đào tạo ở trường bên Úc, ở trường bên Anh bắt thăm thì con đưa dạy hơi muộn, tức là đúng 8 giờ nó luật bên nữa sinh là chuẩn, đúng 8 giờ toàn bộ cái bộ câu hỏi, một bộ gọi là gì, chủ đề sắp xếp tên các cái đề án, các đề án các khóa luật này nó được xuất hiện trên mạng của trường. Thế thì con nhà này chủ quan 8 giờ 5 bắt đầu như dạy vào có 30 mấy chục đề án dọn sạch, đề án đúng 10 cái xương không thể nhai được. Toàn nghiên cứu người ta người khóc gọi điện cho bố ơi con làm nào, và cứ ta chịu như làm nào, bây giờ trường mày thế thì tôi làm thôi, chọn được một nào. Thế thì chọn một cái xong rồi tôi hoảng quá, tôi gọi mấy ông bạn thôi trong trường anh em tôi giúp một tí con ta là căng lắm, tôi đóng ngay bưu điện gửi cho con một lô sách để nghiên cứu meta, bố được học rồi sách tôi tiếng Việt nghiên cứu meta, thế rồi gửi cho con rồi gửi cho ông bạn cho số điện thoại đến nhà thế nào. Thì bẵng được khoảng 2 tháng sau thì ông bạn rồi đang nó sang sinh à sang bên Thái Lan, nó học một cái lớp nó thạc sĩ về nghiên cứu học bên về toán học bên Thái Lan, nó từ trường này nó điện về nó bảo anh ơi xem là con anh đúng nó anh trả lên này à, thế thì thế làm sao từ đấy là không là thế là mình gọi điện sang cho con mà không cần nó tự làm đấy bố, sách của ta mới đọc sách của bố giả bố tự vào mạng tự đọc tự nghiên cứu tự mình mò và bảo vệ được có lợi đã xuất sắc của nghiên cứu người ta, tất cả tự làm không có một nhờ em thấy cái tính tự lập của tinh nó cao cực kỳ mà không mấy tháng rồi đã có lợi. Nói cho em thấy rằng là người ta rèn cho người học sinh cái tính tự làm việc tự chiến đấu tự học chứ không phải nhồi vào đầu những cái kiến thức từ một là mã đến bốn là mã, cấm nào đi sai thì đúng từ một đến bốn là mã, nó làm đi sai thì chết cả, không phải dạy cho người chết nhưng đấy là cái mà phải được mới giáo dục rồi. Thế tôi quay lại bài chúng ta, cái hội chứng thường oxy cấp tính và tắc mạch thì có những điểm gì cần phải nhấn đấy đó, để mà chẩn đoán xác định là rất dễ, cơ năng thì là gì, đọc bản tài liệu thấy là hầu hết là có bệnh lý không gọi là embolism, tức là có nguyên nhân bệnh lý nguyên nhân nó gây ra cục đó nó cứ trôi đi tắc, đúng không ạ? Ví dụ như bệnh tim, bệnh thấp tim, loạn nhịp hoàn toàn, nó sle, văn tim, vân, tất cả các thứ đó, bong tan, không được mặt vân vân. Về toàn thân thì không phải toàn thân của cái thiếu oxy này mà toàn thân là của cái bệnh căn nó gây ra nước khối, nó gây ra cái gì vật đó, ví dụ như sle là bệnh lý nguyên nhân của những nguyên nội tâm mạc nhiễm khuẩn, ví dụ như là bệnh thấp tim thì là bệnh lý của hẹp hở van hay da loạn nhịp hoàn toàn, chứ không phải là cái bệnh căn của cái thiếu oxy. Thiếu oxy đến sớm chẳng có những dấu hiệu gì toàn thân, toàn thân là của cái bệnh căn chính gây ra nó, nhớ đi đẩy nhấn mạnh này. Và cái chi ở dưới tắc mạch, chưa tắc mạch thì có một giai đoạn chúng ta biết rồi, nó gọi là có cái hội chứng thiếu máu chi cấp tính ở từ cái chỗ tắc trở xuống, đúng không ạ? Ủa điện đâu em nhỉ? Sao vậy? Sao ạ? Thấy rằng là đấy à, từ đây trở xuống là thiếu máu chứng chi, hội chứng máu chứng chi rồi hội chứng này biểu hiện rằng tùy theo giai đoạn sinh lý bệnh nào rồi giai đoạn thiếu máu còn hồi phục và giai đoạn thiếu máu không hồi phục đó. Còn hồi phục thì là gì rồi da nhợt rồi màu rồi gì nhợt tái rồi lạnh rồi. Đó bắt mạch cũng thấy rồi giảm vận động giảm cảm giác dần dần mất vận động mất cảm giác rồi sau đó nó chân run rề hoại tử hỏng nước và trở tướng là bệnh lại, đúng không ạ? Vân vân. Thế cái khó chúng ta là gì, là cái phát triển cái loại máu chúng ta hiểu thêm một chút nó rõ nha, nó chỉ kỹ hơn nó rõ nha. Thế thì ở thời điểm này thì bắt đầu tắc hay là bắt đầu chấn thương vết thương, nếu mà nó tắc
Thời điểm này là thời điểm chi nó hoại tử hoàn toàn, úm lên chi có mùi không? Thế thì diễn biến như thế nào? Cái đấy chúng ta trong tài liệu nói chúng ta không thể nào trong sách và viết được, chúng ta phải nghe thêm chúng ta hiểu. Thế thì chúng ta có ba chữ chi lớn, đây một cái mốc này, đây có mốc này, đây có mốc này. Cái mốc này là gì? Mốc này là chúng ta hay gọi là 6 giờ. Gọi là 6 giờ nó áng áng thôi, có người được 7, 8 giờ, có người được 15 giờ, có người 6 giờ, 7 giờ, tôi không nhất thiết là 6 giờ. Nhưng cái áng cái mốc này là cái thời điểm nó chuyển từ giai đoạn gì? Thiếu máu có hồi phục sang giai đoạn thiếu máu không hồi phục. Còn hồi phục là như thế nào? Chúng ta quay lại cái định nghĩa bài học năm trước là gì? Còn hồi phục tức là vào cái thời điểm này, khi chúng ta cấp lại máu cho cái chi đó, thì cái chi đó phục hồi hoàn toàn về phương diện cấp máu. Tôi chỉ nói phục hồi về cấp máu thôi, 100% không có nào chết vì thiếu máu. Nhưng mà chức năng có phục hồi là hoàn toàn không ạ? Chưa chắc. Nhất là tắc mạch thì được, tắc mạch thì đương nhiên. Nhưng trong chấn thương vết thương thì làm sao phục hồi được? Nó còn đứt cơ, đứt gân, đứt xương, đứt thần kinh, làm sao phục hồi hoàn toàn được, đúng không ạ? Tuy nhiên, để mà phương diện cấp máu, ví dụ như trong tắc mạch, thì là phục hồi hoàn toàn. Tí gì chỗ loạn. Khi hết đoạn này nó bao nhiêu? 6 tiếng, 8 tiếng, 10 tiếng đấy. À, loại như thế. Sang đoạn này thì một bắt đầu có thể tự chết một số nhóm cơ tổ chức, đặc biệt thần kinh chết đầu tiên. Sau thần kinh là một số nhóm cơ tổ chức bắt đầu chết, chết dần. Đúng không ạ? Chết dần. Chết 0,5%, 1%, 2%, 4%, 5%, 9%, 10%, 15%, 19%. Cứ chết dần, số lượng chết càng thời gian càng lâu chết dần. Đúng không ạ? Và khi chết thì nó gây ra cái phản ứng viêm tại chỗ, đúng không ạ? Viêm tại chỗ nó kích thích làm cho tiết cái dịch vào khoang kẽ. Cho nên về lâm sàng ở đoạn này chúng ta bắt đầu thấy dấu hiệu gì ạ? Ba dấu hiệu hết sức quan trọng đại diện ra thời điểm này. Đó là mất gì ạ? Mất gì? Mất cảm giác ở đâu? Ở ngọn chi. Mất gì nữa? Mất gì nữa? Hả? À, mất vận động ở đâu? Ở ngọn chi. Và dấu hiệu thứ ba nữa là gì? Bắt đầu thấy gì? Ừ? Không, vừa nói xong một gợi ý rồi. Chả nhớ gì cả, mai vở thì thầy đã thầy quên rồi. Dấu hiệu gì? Hả? Kiến thức của hai bố chả nhớ gì hết. Cứ đi học đi mới đấy, học hay vào Việt Nam dạy ai đấy. Đến lớp nghe thầy giáo dạy từ 1 La Mã đến 5 La Mã vào cứ học thuộc đúng như thế thì là đỗ. Đó. Không cần biết nó là cái gì cả. Bắt đầu có dấu hiệu gì? Cái chi bắp cơ nó sưng lên và nó đau, sưng nề và đau bắp cơ. Đúng không? Tại sao sưng nề? À, nó viêm lên, cái dịch tôi vừa nói đấy, nó sưng lên mà nó đau vì sao? Vì nó tăng áp lực khoang lên, nó gây chèn ép vào các tổ chức xung quanh nó đau chứ sao nữa. Sưng nề và đau bắp cơ. Bắp chân nó sưng lên và rất đau. Bắp tay nó sưng lên và rất đau. Đấy là cái dấu hiệu báo hiệu cho chúng ta biết là đã chuyển sang giai đoạn từ máu không hồi phục. Vậy thì giữa có hồi phục và không hồi phục nó bắt đầu chuyển sang. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là ở giữa lại có một chữ y nhỏ. Tức là gì? Ở cái giai đoạn này thì có một số nhóm tổ chức nó chết, nhưng cái phần chết chưa nhiều. Đa phần cái phần sống nó vẫn còn nhiều, phần chết nó ít hơn. Và như vậy cái phần chết ít thôi thì nhưng mà chức năng về mặt cơ cấu cái chi đó vẫn giữ được. Cho nên ở giai đoạn này mặc dù thiếu máu nặng nhưng chúng ta vẫn có chỉ định cố bảo tồn cái chi đó bằng cách là khâu thông lại mạch và làm thêm một số cái động tác nữa, mở cân nó thứ thêm mà, chứ không nhất thiết phải cắt cụt cái chân vào thời điểm này ngay vì cái phần chết nó ít, nó chưa nhiều. Chưa nhiều lắm. Giai đoạn đấy người ta gọi trong tài liệu ta dùng cái từ là giai đoạn thiếu máu không hồi phục. Một gì? Hả? Nó to nào? Chết thật chả nắm được cái gì. Dạ thầy, em đi học cái này chán thật đấy chứ không? Quá chán. Thiếu máu hồi phục một phần, đúng không? Đúng một phần. Đến giai đoạn này bao nhiêu lâu? Chưa biết được, tùy được bệnh nhân. 5,12-15 tiếng đưa đến giai đoạn này chữ tùy tình trạng nhé. Tìm dạ như nào thì về giờ nó liệu trong mong móc. Trong giải phẫu bệnh, chấn thương vết thương mạch máu rồi nó có cái gì? Ba yếu tố ảnh hưởng cho máu chi đấy. Có vị trí của vết thương này, đúng không?
có gì sốc hay không sốc này, có vân vân chẳng hạn, nói trong cái tài liệu rồi, về đọc tôi cũng nhắc lại cái gì biết nữa, đúng không ạ? Từ đây đi thì chi đó phần ngoại tử nhiều quá và không thể bỏ tồn, bỏ tồn được, bỏ không ăn uống chi chắc chắn chết, mà không những thế là gây nhiễm độc, đưa chất độc về gây nguy hiểm tính mạng của nhân. Mà lúc đó chúng ta sẽ cắt trừ chi từ điều này là chỉ định cắt bụng, không bỏ tồn, khác nhau rất quan trọng. Thế thì dấu hiệu gì đại diện cho thời điểm này? Là cái dấu hiệu rất quan trọng, có nhiều dấu hiệu, nhưng dấu hiệu duy nhất trung thành và quan trọng thôi là dấu hiệu khí khớp của chi. Nó sẽ đại diện cho thời điểm này. Khí khớp là như thế nào? Ngón tay tôi bình thường này, khí khớp là như thế này. Tôi vẫn bẻ được nó, nhưng cái độ gấp của nó không vào sâu hết cỡ được, giống như mềm mềm. Thứ hai là cảm nặng, chúng tôi phải dùng lực nhiều hơn một chút so với lực bình thường để chúng tôi gấp rưỡi ngón chân của người bệnh khi người ta thả lỏng. Bình thường thì gấp rưỡi rất dễ, bình thường này nó cũng hơi nặng tay một chút, nó vẫn gấp rưỡi được. Đấy là cái gấp của chúng tôi. Cầm cái cổ tay vặn, nó cảm giác nặng, nó rất nặng so với bên kia. Chứ không phải là cứng ngay đơ như này không làm gì được, thấy chưa? Chết đến cả năm rồi vẫn còn xoay được nữa là là mấy tiếng làm sao mà một vài tiếng làm sao mà vẫn xoay được, thì có cái là nó nặng, thế là cứng khớp tự nhiên. Thế thời điểm đó là chúng ta không cần cứu chi nữa. Thế vì cái này rất quan trọng là liên quan đến đối với các em, đối với các bác sĩ sau đại học nó liên quan đến chỉ định cứu chi hay không cứu chi. Còn đối với các em liên quan đến chỗ là cố gắng làm sao được chẩn đoán cử chi ở giai đoạn này. Còn nếu không ấy thì phải hãm nó càng lâu càng tốt ở giai đoạn này. Đừng có để trong sơ cứu của chúng ta. Làm thế nào thì làm đó mà phải giải quyết được cái vấn đề của đùa nha. Về cái vị trí tắc mạch thì đơn giản thôi, cứ trên chỗ tắc thì mạch nó yếu, mà dưới chỗ tắc thì mất mạch, vậy cái khúc giữa là nó tắc nha, đơn giản bắt mạch ở đấy. Nếu mà cận lâm sàng của nó thì chẳng có gì đặc biệt, hầu hết những cái tắc mạch cấp tính chi này chỉ cần nếu mà lâm sàng thì đã được hết đúng 95-98% rồi, thêm vài 3% có chúng ta làm những siêu đốt đen mà xong rồi. Nhưng nó là con dao hai lưỡi. Vì nếu chúng ta không có phương tiện đốt le mà chúng ta không có người làm, chúng ta còn chờ mọi người ở quê lên mất 1-2 tiếng đồng hồ, chúng ta lại chờ chuyển cho mọi người làm, thì cái thời gian đó lại là thời gian của một ngày, chúng ta đã ăn cắp mất thời gian của bệnh nhân, đúng không ạ? Cho nên là nếu chúng ta không có phương tiện chẩn đoán tốt, chúng ta không thể xử trí được tại chỗ, thì khi là nó lâm sàng rồi chúng ta tìm mọi cách tiết kiệm thời gian tối đa để khám bệnh nhân ở trong giai đoạn này thôi, cùng lắm là càng lâu càng tốt giai đoạn này. Nhớ một nguyên tắc mà cố thì làm lúc đen cho bệnh nhân đâu. Nguyên tắc xử trí với các mạch này thì sơ cứu đó, thì nguyên tắc là cố giữ bằng cách là có hai nhiệm vụ, đúng không ạ? Thứ sơ cứu ngoài cái chuyện là chữa các bệnh toàn thân, để chữa các da, để nó truyền tim ra, có hai nhiệm vụ quan trọng. Một là cho thuốc chống đông. Chống đông làm gì thì sẽ nói để tránh hiện tượng nước khối nó dài, nếu không có chống đông nó sẽ dài, mà dài là thiếu máu chi đến rất sớm. Cái thứ hai là chúng ta bắt đầu chuyển sang lên thì chúng ta phải có động tác gì? Mở cân trước khi chuyển. Khi người chúng ta mở cân cho bệnh nhân sẽ kéo dài được cỡ khoảng 1-2 ngày thì thời gian thiếu máu chi, nếu chúng ta có dùng chống đông nữa thì kéo dài thời gian này dài thậm chí đến 24-48 đến ngày chúng ta vận chuyển bệnh nhân. Thế thì chống đông và mở cân là hai chúng ta sẽ cứu rất quan trọng trong vấn đề điều trị. Điều trị tiêu thụ thì người ta mở mạch máu trên chỗ tắc, thường là trên chỗ tắc, ta dùng cái ống thông cấp bắt tí luồn xuống rút lấy huyết khối ra thông lại mạch. Sau đó nếu mà có nếu giai đoạn này thì mở cân, nếu giai đoạn này cuối giai đoạn này thì ngoài mở cân ra còn phải cắt lọc một số nhóm cơ hoại tử, có thể mổ ngay lúc ấy hoặc chờ vài ba hôm khi nó khu trú lại chỗ này úa cái tươi thì cắt chỗ úa đi thì chờ vài ba hôm. Nhưng nếu từ thiếu máu thì cũng phải đi thì phải cắt lọc cơ đấy, chứ không phải mở cân. Một số nhóm cơ là sẽ chết thì cắt lọc, nhưng vẫn giữ được cái hình thể chân. Đây là cái phần tiếp theo là cái bài về hội chứng thiếu máu mãn tính chi dưới do xương vỡ động mạch. Tại sao dùng xương vỡ động mạch? Có nhiều nguyên nhân gây hội chứng thiếu máu mãn tính chi, trong đó đến 90-95% nguyên nhân là do xương vỡ động mạch, đúng không ạ? 30% nguyên nhân là có
gì ạ? Do 30-50% là do gì ạ? Do tiểu đường, đái đường. Còn một vài phần trăm là do nguyên nhân khác. Nghe cộng lại có đến 100%. Hả? Không người thắc mắc. 95% là do sơ vữa. 70-50% là do đái đường, 50% là đái đường. Vài phần trăm là do nguyên nhân khác. Bởi tự biến, bởi nguyên nhân khác. Cái gì nó cộng lại? Phối hợp với nhau. Hả? 30% và 50% 30% các tiểu bóng chi là có sự phối hợp giữa sơ vữa mạch máu và đái tháo đường. Kinh khủng, giờ đó là rất nặng nhỉ? Vì cái mạch, cái sơ vữa mạch máu ấy, nó sẽ làm hỏng cái mạch từ đây đến đây, hỏng rất nặng. Mạch từ đây đến đây hỏng nhẹ hơn một chút. Cái thằng đái đường ấy, mạch từ đây đến đây hỏng rất nặng, cái thằng này nhẹ hơn một chút. Hai thằng nó cộng hưởng lại với nhau thì vô cùng tệ. Các bạn thấy đây, cái vật hình ảnh thấy không? Nó tắc lung tung, hẹp trên này, sơ vữa lồi lõm, đây là hẹp, đây hẹp, đây tắc, tắc ở đường đông, tắc, thông một tí lại tắc, thông một tí lại tắc, rồi sơ vữa hẹp, rồi đây tắc hết, và thêm vào cùng, tắc thế này. Thế vậy, những người thể chẩn đoán và điều trị rất phức tạp, không hề dễ. Cái kia tắc đúng cái, mặt bình thường tắc bự cái đúng lại là lưới là bình thường, nên chúng ta chỉ thông ở đây là xong. Còn đây là không, toàn bộ trên lưới mặt tận bằng chân thôi. Cái thành ra là gì thì nó rất chữa rất khó, chẩn đoán và điều trị vô cùng phức tạp, hết sức chuyên khoa. Chứ không phải dễ là ai nên nó phải đi học là được. Về khái niệm nó là như vậy, chẩn đoán thì chúng ta dựa vào nhìn sờ đó, nghe thì chả dễ lắm, nhìn sờ thì có trong sách có nói rồi, lắp phụng ten, bốn giai đoạn thông máu của lắp phụng ten, 1, 2, 3, 4 đọc nó, thêm với 0 là 5, gọi là 0 là 5 là bình thường người 0, 1, 2, 4 là gì? Trong tài liệu có rồi, nhé. Về mặt thì sờ thì ố khám bằng nhìn và sờ và chi thôi, chứ không có cái động tác gì. Các thăm dò hình ảnh thì có rất nhiều cái thăm dò, trong đó phổ biến bây giờ là chụp các lớp đa dạy có dựng hình. Đa dạy tức là phải 64 lớp ở đây mà nhìn mới rõ. Thế xong người ta cắt cái chi là rất nhiều lớp, xong rồi có một lớp với nhau nửa phân mấy ly, xong người ta nối các cái lớp với nhau thì nó ra cái hình chụp mạch. Lúc người ta dựng hình, đây là không phải là người ta chụp cái này mà người ta là chụp cắt ngang. Sau đây là máy tính nó sẽ nối với nhau dựng cái hình này chúng ta, chứ không phải là mạch. Thế rồi chụp mạch chọn lọc, Schrödinger nó luồn vào đâu đó, mạch vào tay nó đưa cái ống thông lên lên cái bơm hút cảm quang vào để chụp. Rồi một số trường hợp chúng ta có thể chụp MRI, trong một số trường hợp hình môn đặc biệt. Đấy là những cái phương pháp để mà chẩn đoán thăm dò hình ảnh. Rồi quan trọng là cái xét nghiệm đầu tay thăm dò hình ảnh đó là gì ạ? Vẫn là gì? Siêu âm lớp lem mạch máu là cái đầu tay, đúng không? Đánh giá cái phương pháp. Thì nói chung là để chẩn đoán cái này phối hợp rất nhiều thứ, chẩn đoán chính xác là COVID-19 là không đơn giản như thế mỏ của COVID-19. Chúng ta phải biết được các yếu tố nguy cơ của cái bệnh này, có khoảng 20 yếu tố nguy cơ đọc trên đầu lắm, nhưng mà dần dần hiểu. Ví dụ béo bệnh, hút thuốc lá, đúng không ạ? Tuổi cao này, nam giới này, vân vân, rất nhiều con yếu tố lipid mỡ máu cao này, một số bệnh lý chuyển hóa này, vân vân, là những cái vấn đề nguy cơ dẫn đến các cái máu mà chứng chìm nó vừa này, đúng không ạ? Nhiều lắm mà tài liệu. Về mặt nguyên tắc xử trí các thiếu máu mãn tính chi này thì về mặt nội khoa chúng ta làm được cái gì? Có thuốc nội khoa, chủ yếu là cái này nội khoa lại vai trò quan trọng. Cái thằng tắc cấp tính chẳng có vai trò gì, thằng này có vai trò quan trọng. Đó là gì? Đó là các cái thuốc chống đông đường uống, thế rồi các cái thuốc giãn mạch, rồi các thuốc hạ mỡ máu, các cái thuốc mà làm giảm yếu tố nguy cơ đi, rồi các thuốc mà làm cho máu nó chậm đông này, tránh nhận đến cái thứ máu bằng cấp tính chi cho các khối hình thành nước khối, đúng không ạ? Thế rồi là gì? Thế rồi là các thuốc giãn mạch, vân vân. Đối với ngoại khoa thì biện pháp điều trị chủ chốt đối với thứ máu chi này mà mang cái chất lâu dài, được hiệu quả lâu dài vẫn là ngoại khoa. Tuy nhiên ngoại khoa thì nó rất nhiều những cái điều trị khác nhau và cái kết quả lâu dài này cũng không phải giải pháp lý tưởng, đúng không ạ? Ví dụ như tắc mạch chi cấp tính chúng ta mổ đúng lần là khó, còn thế này không ạ? Này nó cũng đang giải mổ trong vài tháng lại quay lại mổ tiếp hoặc là phải chữa vết khác chứ không hiểu vì các cái mạch máu nó bị hỏng toàn bộ như thế này, đó ạ, chúng ta phải tính. Nhưng mổ rất nhiều cách, như chúng ta bóc cái sơ vữa đi rồi chúng ta phá mở rộng cái mạch máu ra bằng miếng vá, chúng ta bắt cầu cho bệnh nhân từ đây xuống đây bằng mở tĩnh mạch biển, bắt đầu từ đây xuống tận đây bằng tĩnh mạch biển, chúng ta bằng đủ mạch nhân tạo, bóc kéo từ đây lên đây, bóc kéo từ đây lên đây, bóc kéo từ nách xuống đủ vân vân, có rất nhiều cách. Tóm lại là sao tăng lưu máu cho chi dưới lên bằng các cái cổ nối, bằng các cái đường này. Đó là ngoại khoa,
Tuy nhiên mọi khoa lưu ý là muốn mổ được thì ở dưới này có chỗ nhận máu. Đó. Máu tức là cái mạch ở dưới nó còn không tốt, người chụp rất kỹ, nhìn cái chụp mạch phía dưới này nó còn nhận được máu không? Coi nhận được máu thì ra có cầu, không nhận được máu thì có cầu nó tắc, cầu đối tắc, đúng không? Thế thì về can thiệp thì chúng ta cũng có thể làm được một số cái, ví dụ như là ở một vài cái trí như trên đây cả này, trên này bình thường, trên đây nó hẹp tắc cũng như này, trên đây nó bình thường thì chúng ta có thể dùng cái dây khoản bình thường nó chỉ hẹp nó chưa tắc thì có thể dùng cái can thiệp tim mạch để nong nong đặt stent, đúng không? Bệnh nhân là can thiệp tim mạch. Và cái hybrid là cái biện pháp điều trị mới gần đây nhất. Cái hybrid là được y học thế giới nhắc đến từ cách đây tầm khoảng hơn 20 năm. Năm 1991 khi tôi sang Pháp học lần đầu tiên đi, nội trú lần đầu tiên đi, thì thời điểm đó cái từ hybrid này mới được một vài bác sĩ nhắc đến, và người ta nhắc đến hybrid thì cái gì rất ngưỡng mộ. Cái thằng kia bệnh viện tôi là xem khoảng là điều trị lắm mà xem nhá. Đấy là chúng tôi học ở bệnh viện nhà nước lớn ở miền Trung nước Pháp, thế mà nói với bệnh viện tư nhân nó làm được hybrid là kính nể, nó làm khoảng đẹp lắm, chồng nó vừa mổ và căn bệnh luôn. Mình nghe như thế đó. Nhưng cách đây khoảng 15 năm thì là cực kỳ phát triển hybrid thế giới. Và bây giờ là thành rất thường quy rồi. Thì ở Việt Nam này, thực ra mọi người cái khái niệm hybrid được biết đến mới được những người đi đầu với bọn tôi mới được khoảng 5-7 năm trước bắt đầu biết khái niệm này. Thì đọc sách tây nói nhiều quá, mình tìm hiểu nó hybrid là cái gì. Chứ còn bây giờ nói chung là vẫn phải đi giải thích, đa số các thầy thuốc chưa biết thế nào là hybrid. Hybrid là cái từ người ta không dịch, translate không thể translate trong Việt Nam được. Nó gọi là sự kết hợp của từ hai có thể 3-4-5 từ hai kỹ thuật cao treo người bệnh, tất cả các loại gọi là các cái kỹ thuật khác đều thế hết, từ sản xuất máy bay vũ trụ và rất là tàu ngầm đều là thế, tức là ứng dụng hai công nghệ hiện đại trong cùng một thời điểm trên một vật chủ thì gọi là hybrid, đúng không ạ? Thế thì trong y học là gì? Ví dụ tôi vừa mổ một can thiệp đó là hybrid, đúng không ạ? Tôi vừa mổ điển hình nhất là can thiệp tim mạch, chúng ta hay sử dụng cái từ đó, tôi mổ cái can thiệp là hybrid. Ví dụ là như là gì? Chỗ này hẹp, tôi nong ra, nhưng mà nong ra trên lòng trên này nó bị lại tắc, không máu đến được, nó tắc nữa, không máu nó không đến đây thì tôi lại bắt cầu từ bên này sang bên này đã, tôi lấy cầu trên này để máu nó lên nhiều lại, rồi tôi mới theo đường tôi nong thẳng dưới này. Như vậy là tôi vừa mổ trên này, tôi vừa nong thẳng dưới, tôi gọi là hybrid can thiệp, đúng không ạ? Hoặc là cái chỗ mạch này nó bị hỏng, tôi muốn bịt cái chỗ này lại nhưng tôi phải bắt cầu để cho nó đi từ đây xuống đây đã, tôi mới bịt cái chỗ này lại được thì gọi là hybrid. Đấy, nó là kỹ thuật hai đến rất cao trên cùng thời điểm. Thì cái khái niệm hybrid thì được đưa vào và một số cơ sở y tế muốn ứng dụng cái này, đặc biệt về tim mạch thôi. Tuy nhiên là rất là khó khăn vì làm sao mà có thể có được cái đơn vị can thiệp ở ngay trong phòng mổ. Cái thứ hai là cái khó nhất ở Việt Nam mình, đó là can thiệp là tớ can thiệp, các cậu mổ các cậu, tớ với cậu là như mặt trăng mặt trời, chạy chơi với nhau. Thì bây giờ cậu bây giờ ngồi với nhau là khó. Chính vì thế đấy là cái thời cơ chín muồi để cho bệnh viện Việt Đức là cái bệnh viện non trẻ nhất. Tại sao non trẻ nhất? 150 tuổi của non trẻ. Non trẻ nhất là cái nơi đầu tiên làm hybrid ở Việt Nam. Tại vì chúng tôi giải quyết được cái mâu thuẫn đó. Vì trước đây ở Việt Đức chưa có can thiệp tim mạch, đúng không? Không có nội tim mạch. Khi tôi lên trưởng khoa thì tôi mới xây dựng cái đơn vị nội. Bây giờ tất cả xây dựng đơn vị độc lập hết rồi. Thì tôi cho bệnh mai ở đây mai 2 năm thì giúp họ triển khai cái mổ tim này. Thế cớ tại sao bệnh mai nó có mổ tim thì người ta sẽ tự mổ, người ta không gửi nhân về Đức nữa, đúng không? Tôi sang 108 ở gần 4 năm phải ở hẳn mà đi tuần đi sang hai buổi giúp cho 108 triển khai mổ tim hợp. Thế bây giờ về đi người ta có trung tâm nội khoa tim mạch, người ta tự mổ, người ta không trả chuyển nhân cho mình nữa. Vì đi trung ương thì tôi lên ít thôi, thầy bậc thầy của tôi là thầy đệ thầy bách này, tôi lên giúp rất nhiều để triển khai mổ tim như này đâu, có được mổ tim như mình đi trung ương. Thế còn bác sĩ Trường là bây giờ phụ trách trên đấy là học trò đào tạo tôi, học trò được luôn là học trò ruột của tôi thì là đào tạo cái mổ tim trên đấy. Thế thì cũng là người ta có đội ông ngoại phát triển. Thế thì cớ gì Việt Đức bây giờ cứ đầu ngành về ngoại khoa, cứ xưng đầu ngành nhưng mà người ta cũng đi giúp ở đây người ta mổ rồi dần dần thì người ta sẽ mổ bằng anh. Bây giờ người ta chưa bằng nhưng rồi có lúc người ta sẽ bằng. Bằng anh thì lúc ấy đâu được, nhưng mổ tính ra là độc lập phát triển rồi phát triển nội. Mà cái nội khoa thì không thể thiếu can thiệp. Nhưng mà không thể nói bây giờ tôi cần can thiệp cũng lại chuyển bệnh nhân đi sang chỗ khác. Hồi đầu ấy chúng ta phải chuyển sang bệnh viện đa khoa này, đánh xe chở nhân lên đây để làm can thiệp xong lại về về chụp vành làm về về thôi, rất là thuận tiện. Chính vì vậy cho nên là trong các đơn vị can thiệp tim mạch mà bệnh viện lớn thì chắc là ở Việt Đức là trẻ nhất, dù trẻ nhất là ý nghĩa nhất.
nó có từ năm 2013 đến giờ, được có 2 năm tuổi đúng không? 2 năm rưỡi đúng không? Tuy nhiên là những cái gì khó nhất, những cái gì kinh hoàng nhất thì các việc phải được làm ở đấy thôi. Vì làm sao chúng tôi có cái ngoại, vô cùng mạnh, đúng không ạ? Tôi hỗ trợ. Và vì chỉ có một người lãnh đạo, đó là mức thì tất cả hoạt động nó hoạt động trong một cái mối, không nào cãi nhau luôn nào. Vừa can thiệp được, vừa mổ là đủ thứ chất lượng. Tiên 2 lít, một lần đầu tiên thực hiện ở Việt Nam một cách chính thống là làm cái đất ở đây. Tháng 8 năm 2012, khi đó chúng tôi chưa có máy, đi mượn máy về và làm cái ca đầu tiên là mình chủ. Tức là một cái stand, một cái phòng rất to là mình chủ quay này. Nếu mà mổ, ông già bảy mấy tuổi thì chắc chắn chết đến 90%. Rất đơn giản, mổ sang tí đây, bắt cầu tức là mình chủ lên và hai cái cạnh. Đó dùng stand phụ toàn bộ quay được mạch chủ tận lực, thế là bệnh nhân khỏi bệnh, mổ không là một nhẹ nhàng, ngon lành vẫn nào. Trong khi đó nếu mổ mở kinh nghiệm trước đây trên đó, mà stand không thì không được chữa được, không được phép là stand không đó. Nếu mạch máu lên lên não thì tương đương được đó, em hiểu không? Thế đấy, cái đầu tiên là ngày 15 tháng 8 năm 2012 đầu tiên là Việt Nam. 3 tháng sau trở lại bắt đầu mới làm được, nó làm trách tôi mãi tại sao bước nhanh chân này đó, đi chậm này. Cùng trong bây giờ là tất cả thì cái hybrid là cái phương tiện chẩn đoán. Có một bác sĩ Thắng ở hôm qua, thầy giáo của cậu đang làm nghiên cứu sinh về cái đề tài hybrid về phạm vi này, tức là kết hợp phẫu thuật với tăng cường nhiều đến mức là đủ nghiên cứu sinh, nghiên cứu sinh được rồi, đấy là vui. Thì đấy là cái hybrid, tức là kết hợp kỹ thuật. Thì đấy là cái khoa điều trị rất nhiều tầng nhiều bệnh nhân, thay vì bệnh nhân phải mổ nhiều lần, làm nhiều lần đấy, đúng là một lần lấy mê cùng lần làm, vừa stent vừa mổ luôn, nhanh gọn nên giải quyết được những bệnh lý rất phức tạp. À, biết chữa thì rất phức tạp, ví dụ như là cái bệnh lý vừa phồng vừa hẹp vừa tắc toàn bộ cái hợp mạch máu tặng trong bụng. Tôi đã biết có trước đây tôi đã mổ vài ca nhưng mà chỉ có thì phồng không có hẹp tắc, đây là hẹp tắc thì rất khó. Thì viết thư cho mấy ông bạn giáo sư Việt Pháp hội chẩn với họ xin ý kiến thì họ bắt đầu khó lắm, là cái này của mày bây giờ mổ đi mà chết, giải thích là điều chết 98% chết toàn thanh niên trẻ. Thế tôi muốn được ý kiến ít mất tuần rồi mà tôi làm hybrid, còn nó không mấy em trong khoa cũng tưởng tượng thấy nước làm thế nào, tao sẽ làm như thế nào. Thế là tôi mổ ra, tôi bắt cầu tôi lấy mạch chậm, tất cả các mạch chậm tôi bắt cầu vào những cái hiển luôn với các mạch tạm hết, bắt cầu không cần đi qua đường này mà treo dần trên dần dưới mạch chậm, nó toàn bộ không ở giữa cho xe đi vào một tí xong bệnh nhân khỏi trong mạch chậm khỏe như ho chám xong tốt tuyệt vời. Viết từ trong tay lắc mắt mà mạch đi mưu hay đó. Hai mươi cực kỳ hiệu quả để chữa những cái bệnh mà vô cùng nguy hiểm, rất là thích. Nên đấy là cái mà bây giờ những cái gì khó nhất, nặng nhất thì làm cho tôi, vì tôi có ngoại khoa cực kỳ mạnh, cái biểu sức cực kỳ mạnh ở bên cạnh. Nhưng còn tay khác anh một sân, ví dụ như là anh tôi nó chỉ muốn móng miệng mình mai can thiệp, anh muốn làm cái khó cũng dám làm, ngoại không ở cạnh anh tai biến mất đấy chết ngay, anh sợ cái khó là chưa tay lại. Thì làm sao, vì ai giúp anh ở đây, tất cả tôi làm can thiệp ở trong phòng hồi sức. Cho nên là đi có bác sĩ cái biểu sức lại có biến các bác nó xử lý ngay, máy móc đầy đủ xung quanh để xử lý được. Nên đấy là cái thuận lợi của chúng ta để làm được. Đây là một cái bổ sung kiến thức cho các em một tí. À, cái phần thứ ba nói về bao cấp tiến chi thì bản chất nó là cái combo hình thành tại chỗ, nó nói mấy rồi, và tiến triển chậm thường là 3-5 ngày. Đó không ạ? Trên nền nó chưa có chứng lâm sàng nó giống hết, nhưng mà cái máu cấp tính chi cũng chi lại mất mạch. Rồi tê bì giảm vận động giảm tăng tăng dần từ từ giảm rồi mới mất chi mất bỏ. Tất cả là thế nhưng mà chậm lắm. 2 ngày rời về vào chân tay vẫn ngọt gọi được ngón chân bình thường. 3 ngày vẫn ngọt gọi được một tí. Tại sao? Đấy. Từ từ chậm nhưng mà thường đến tối đa 5 ngày, sau 5 ngày là cách của nhé. Và khác biệt rất cơ bản là nếu mà cái thiếu máu mãn tính chi này, nó tắt sau khi nối xong thì anh chẳng phải cắt, anh tháo đúng cơ mà anh tháo hai nửa và chân thì nó cắt cái hay là sao, còn trên này vẫn ngon. Nhưng mà cái thằng thường một bán cấp tính chi tắt chỗ này thì phải cắt vụt ở đây, vụt như là hệt như là cắt như là gì, như là nó cấp tính chi, cái tính chi mà cối cắt ở đây, cối thì cắt đây, thì một bán cấp tính chi cối đây cắt đây, riêng một bán tính chi tắt từ trên này thì nó cắt từ này, tí này cắt hoàn toàn được mà. Cái đấy là cái điều mà bà cấp tiến chi mới nhắc ở đấy nhiều rồi. Bây giờ chúng tôi bổ sung thêm một số kiến thức nữa, nó gọi là cái này kiến thức mới đưa vào, tuần tới sẽ viết thành sách, nên bây giờ mới đưa vào nó rất là thực tiễn cho mình, rất là đúng rồi, nhưng mà mình viết thành sách thì cho anh em học sẽ truyền khảo rất là gay, vì phần cứng bây giờ đủ hết các loại để tôi chẳng muốn làm nữa mình.
sư sãi, gọi là làm sư sãi, là giáo sư ấy. Bây giờ trưởng văn môn gọi là nghe thiên hạ người ta đồn là gọi là có cái quyền chức mà lại không có sư sãi thì nó cũng buồn, đúng không? Mà có sư sãi bây giờ phần cứng thì lại ngồi viết đứng được sách, mà viết thì không đầy sách để viết được kiến thức nghiên cứu khoa học nhiều thì vấn đề bây giờ phải có thời gian để ngồi viết, thì thời gian đối với mình bây giờ là hàng thứ hàng xa xỉ, rất là khó tìm thời gian để ngồi. Thế thì có hiện tượng giải đối với khối là cái chúng ta sẽ được này học. Cái này thì kiến thức thế giới chưa ai nói cái này cả. Hiện tượng giải đối với khối. Ôi, biết rồi, cuối với cô là trong từ giờ đến cuối năm tháng sẽ sắp đủ cô được chưa? Ừ, nhá, nó vẫn dùng nó làm, nó vẫn quá dùng nó làm, nhá. Ừ, nó bảo chờ, thì chờ cái máy về, cái máy đang không làm. Bây giờ đang đi làm nhờ cái máy khoa khác, thì nó khác thì cũng phải ra được, không tiếp ra. Chờ cái máy của tôi nó quay về đã, thì đang cũng chặp tuần này, chặp tuần này, sau nó quay về, thì nó hay cả. Còn cái máy nó đã mua lâu rồi, nhé. Rồi, vấn đề là nó đang ở đây. Cái máy làm việc của nó đang được chặt với mang những khác để đang thì hiện tượng dài luôn chỉ ở khối à. Thế khi mà tắt phình thế này cái đúng không, cái áp lực dòng máu thế này thấp nhất cái gì ạ? Chim nó nuôi bằng toàn phụ quanh những bên đầu tiên, máu đổ ở đây thì lại xuôi, đổ ở đây và máu tiếp tục đi xuống dưới nuôi cả một đống. Ở đây áp lực dòng máu là thấp nhất, đồng thời với cái phản ứng viêm đối với các dị vật ở đây, cho nên nó huyết khối nó cứ bọc dài. Còn cái đầu trên của nó ấy, thì nằm im, đầu trên của nó lúc đầu nó còn sần sùi, sau khoảng nửa tiếng nó đập từ một lúc nhận thấy cái đầu xương toàn bó máu nó dần nó nút như cái nút chai, nút một lúc vào đây cũng là chặt cứng ở đây và cái đầu này nhẵn như đầu sư và cái dưới này nó cứ dài dần ra. Mà cái nguy hiểm là gì, khi dài đến chỗ này rồi thì nó lại bị chính cái đinh bên quan trọng nhất nó bó được cái chi bên dưới đó. Thế là cái chi tiếp tục phải sống nhờ của những bên xa hơn với cái lượng máu đi nhỏ hơn rất nhiều, khi cái nhánh này bị bịt lại tiếp tục sống nhờ cái thành xa hơn nữa với cái lượng máu lớn hơn đi này. Và như vậy cái thiếu máu chi đến rất sớm, đáng nhẹ chúng ta chặn được cái huyết khối này lại thì cái thiếu máu chi này có thể đến chậm sau khoảng 10 đến 12 tiếng thì chúng ta vì chúng ta để huyết khối xảy ra nên cái thiếu máu chi nó sẽ đến sớm trong vòng 2 đến 3 tiếng thôi, nó làm cho chúng ta thiếu máu rất nặng nếu mà chúng ta không xử lý được. Thế thì cái mục đích của chúng ta là gì, là làm sao đó để mà hạn chế cái đó, nếu tiếp tục có dài ra nó bị hết đó. Cái thứ hai là cái huyết khối khi mà nó dài đây rồi, nó bị đây rồi, đồng thời nó lại có một cái màu nó xuôi vào trên ít hơn, khi cái màu nó vào đây rồi khoảng một phân rồi thì cái áp lực dòng máu qua thần hồng phụ nó rất cao, nó đẩy ngược lại thì lúc đó lại cái đầu này lại giống như này, nó lại không dài nữa thì đấy nó dừng rồi. Thế nên mỗi một cái nhánh bên nó có một tí màu là vàng, một màu và bụng thiếu máu chi rất nặng. Thế cái này chính cái này còn hai cái ứng dụng rất quan trọng. Cái thứ nhất là khi mà tắc mạch chi hoặc là chấn thương với từ mạch máu cấp tính chi, thiếu cấp tính chi mà không có chống chỉ định dùng heparin thì phải cho bệnh nhân dùng heparin. Chính cái việc dùng heparin thì chúng ta làm gì á, ngừng cái hiện tượng dài đuôi của khối lại, làm cho nó không dài nữa, và không dài ra nữa thì chúng ta không bị cái chi được sống rất lâu nhờ cái tổn thương phụ này. Thôi hiểu không? Thì cái mục đích rất quan trọng. Cái thứ hai, cái ứng dụng thứ hai rất quan trọng nữa là đối với các phẫu thuật viên khi mổ. Các anh em hôm qua tôi nói không nghe, mổ về tai biến chừa đấy vài lần đấy. Mới chịu làm. Tức là gì? Chúng ta cho cái dụng cụ nó rút của cái này nó đi hết nước khối trong lòng, đúng không ạ? Nhưng mà các cục nước khối như này nó sẽ đứt ra, đúng không? Đứt ra, nó không đi ra theo cái sông. Sau đó thì vì trên này chúng ta kẹp mạch, cái áp lực ở đây là mà không có gì cả. Kẹp chúng ta mở mạch nó rút nước khối mà, cái áp lực. Nhưng mà cái áp lực qua tuần hoàn phụ từ trên xuống này nó rất cao. Khi cao lên sau đó mấy giây sau, một hai phút sau nó sẽ đẩy cục máu làm sao? Rút ra lòng mạch. Tắt trở lại, đúng không ạ? Cho nên chúng ta phải lấy thử vài lần, lấy một lần, hai lần, ba lần để bao giờ lấy, chờ lấy hết những cục nhỏ bên cạnh này thì mới khỏi được. Không nếu chúng ta lấy một lần xong xuôi, vỗ tay qua mũi người ra về hoặc là sẽ mạch vứt như cũ, lại phải tắt như cũ là do cái nguyên nhân đó. Thế đấy là cái ứng dụng gọi là hiện tượng dài đuôi của khối. Nghe cái từ đấy, tôi sẽ dùng cái này dịch cái tiếng Anh thì chưa biết, thì tôi sẽ cố gắng dịch cái từ ra này để translate.
nhưng phải dịch thôi em ạ. Không dịch thì rất là khó. Ví dụ như là nhiều khi ý tưởng học được cái ý tưởng. Năm 2011 tôi đi dự một cái hội nghị phẫu thuật mạch máu châu Á. Thế thì tại sao đi dự cái đấy? Tôi cũng lười đi cho tim mạch là chính, mạch máu thì không, thường tim mạch đi chung một lần nữa, cả mấy thứ có thể tim mạch động ngực là ngày một mạch máu một tim người lớn là tim trẻ em nó mệt lắm, đi sao được. Các bạn biết là đi tốn kém lắm, tiền hội phí mà riêng một năm bây giờ tôi đóng hội phí hết cả gần ba hơn 20 mấy triệu tiền hội phí của châu Âu, hai hội châu Á rồi hội Việt Nam, các loại hội vô cùng tốn kém tiền hội phí. Nhưng mà được quyền lợi rất nhiều, như là khi mà anh tham gia hội nghị được giảm phí này, anh được giảm trí này, anh đăng bài nó trả giá rẻ hơn, nó vẫn cái gì cũng được, cái gì cũng được thôi. Mà đặc biệt là được thông tin, tất cả trên thế giới đều có cái thông tin gì về lĩnh vực phẫu thuật tim mạch ngực là máy cổ bước có cái thông tin này, lập tức gửi đến ngay lập tức tất cả những cái bài báo hay, những cái vấn đề gì hay, những thú vị, những comment, những cái trao đổi, những cái lịch trình tim mạch trên thế giới là nằm ở trong máy lĩnh vực, cứ bật máy lên nó nhập vậy. Đấy là cái lợi thế được. Có mình có thời gian mình đọc không chịu được. Hết đây rồi. Thế thì đang nói cái gì nhỉ? Cái gì? Giải đuôi rồi. À tôi đang nói cái chuyện vấn đề cũ 2011. Thế đi thì có hội nghị có được về máu châu Á. Thì họ mời tôi đi vì khi họ một số các chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam có thấy mình triển khai một số kỹ thuật mổ máu hơi mới, ví dụ như là mổ một người chụp bụng bằng phẫu thuật nội soi chẳng hạn, thế họ mời tôi đi báo cáo, tôi có 4 bệnh nhân báo cáo về cái đấy, nó hỏi là tôi bảo là tôi không làm nữa, 4 bệnh nhân tôi dừng, nó bảo không mày cứ sang nhưng mà mày nói cái lý do mày dừng cũng là một cái hay, thế thì nó gọi là đi đưa người đó nó gọi invite speaker, tức là khách được mời danh dự thì mình sẽ bao mình hết toàn bộ từ lúc ra khỏi cửa nhà tôi cho đến khi mà về. Thì là ăn ở để báo cáo, và thời gian báo cáo được khoảng 20 phút. Chứ còn bình thường báo cáo miệng chỉ được 6-8 phút thôi. Báo cáo được 20 phút đến toàn bộ hội trường mà người cũng nghe báo cáo những vài chút thôi. Thế tôi bảo là mình nghĩ bụng mình rất người Việt Nam, rất là kiểu như là hai người nghèo thì hèn, nó cũng bảo được nghèo đến cái hèn, mình nghèo nó hèn. Thì nghĩ cho bụng mà còn đi một cái này, còn mang thêm cái báo cáo nữa, gửi đăng ký với họ, mang có cái báo cáo nữa, báo cáo cho vui, cho miệng. Thì nó xếp vào là báo cáo 8 phút. Đấy, có miệng về cái chấn thương vết thương mạch máu ở Việt Nam. Thế thì bảo chấn thương vết thương mạch máu là đúng là mình nhiều rồi đấy, trung tâm mình nhiều, nhưng mà nói cái gì bây giờ? Hai cái đặc thù của tôi giống như thế này này. Một là cái kỹ thuật cầm máu của em được học bây giờ đấy, nó gọi là chèn gạt Fusa đấy, cái đó của tôi đấy. Đó. Thứ hai là cái cầm máu được của đốt sống bằng miếng cơ, hai kỹ thuật đó là của bước đi ra. Mình chèn vào trong cái đi báo cáo. Thế thì sang báo cáo với hội trường là cũng chất lượng quyết liệt lắm về cái chuyện mổ nội soi này, cái thứ 20 phút xong rồi, xong lúc sau đi báo cáo kia. Ok, thế ở dưới nó nghe nông đông, xong rồi thấy có mấy ông đứng dậy hỏi, bố tư lắm gì cả. Đến cái gala dinner, thì nó làm, nó tóm lại nó tìm một cách, nó giam chân tôi ở lại, ngồi lên trên ghế trên và giam chân ở lại, không được phép đi về sớm. Và cùng là lúc cuối cùng, đến phút cuối mình mới thấy một cái điều là mình không dám mơ tới, đúng nghĩa là không dám mơ tới. Chứ khi nó xảy ra rồi thì mình mới gọi là hoảng hồn, bây giờ nó không mơ tới mà được một cái nó gọi là giải báo cáo viên báo cáo hay nhất của thế giới châu lục và thế giới của ông chủ tịch hội của tập đoàn thế giới trao tặng báo cáo viên hay nhất của hội đồng khoa học nó mà đánh giá dựa vào mấy cái chèn gạt cô ra mấy cái chèn cơ thế và người ta học hỏi và em biết ông dựa trên ý tưởng đó bây giờ các tác giả Mỹ người ta đã nghĩ ra cái trò người ta không phải chèn gạt như mình nữa người ta khâu ra rồi người ta nhét vào cái bóng người ta bơm bóng căng tại chỗ cũng nhét trên gạt được chưa nhét trên gạt bóng người ta nghĩ từ ý tưởng đó người ta nghĩ rất nhiều thứ người ta làm thế thì cái đó là niềm vinh dự cho cá nhân tôi vinh dự cho bệnh viện Việt Đức cũng là nhiệm vụ vinh dự cho nước nhà vì tôi hỏi các em bây giờ có mấy ông bác sĩ nào được cái giải nhất của mỗi khoa toàn quốc toàn thế giới về mỗi lúc đó thì là nói như vậy chúng ta thấy là gì là người Việt Nam mình không hề học kém, nếu mình đầu tư mình học, nếu đầu tư mình làm ăn nghiêm túc thì mình sẽ có rất nhiều ý tưởng. Đây là ý tưởng đấy, Tây nào biết ý tưởng này mà nhờ ý tưởng này cứu biết bao nhiêu bệnh nhân rồi đó mà cứu bệnh nhân rồi, cho nên là thực hiện đã được chứng minh được hiệu quả. Nên là những ý tưởng này là những cái người Việt Nam mình không thua kém. Nếu mà anh
anh rất giỏi về chuyên môn và anh có cái tâm, anh mong muốn người bệnh người ta khỏi bệnh, đúng không? Và đây là tài liệu. Thế thôi, học với con hết giờ rồi.